Ok, rồi chào anh em. Mình sẽ trình bày ý tưởng tự file get cũng là link, nhưng mà lần này sẽ vẽ dầm. Ok, ví dụ ở đây chúng ta có trường hợp là dầm, người ta chỉ vẽ hai nét như thế này thôi, còn vẽ thành hình khép kín thì dở nha, vẽ hình khép kín thì dở rồi, còn dầm đây chúng ta chỉ có hai nét thôi. Ví dụ ở đây mình set cho nó một cái layer mới đi ha, ví dụ chữ dầm đi chẳng hạn. Đó, ok, rồi ta set layer dầm rồi xong. Ra bạn. Rồi, ta lưu lại. Ok, lấy on nào. Đó, thì ở đây chúng ta có những cái dòng dây mà mình không biết đặt mấy tên đây đúng nữa. Như có vẻ trước khi còn chuyện đặt tên, gắn tên nó dễ ha. Rồi, chúng ta vào đây. Chúng ta còn dẫn đường dẫn thêm một tới lock tên, lock base point. Ok, rồi. Rồi, nhưng mà sao cái layer của chúng ta là layer dầm đúng không? Ta đánh layer dầm vào đó thì ngay lập tức nó sẽ tự động lót những cái dầm này cho chúng ta, nhưng mà sao cái pay point nó sai rồi, nó sai mất rồi nè đó, cho nên mình phải mua cái pay point lại vào đây, mua này vào tại góc đây chẳng hạn, rồi chúng ta lưu lại cái đó. Ok, rồi chúng ta vào trong đây, ở trong này ta lót lại đây, chúng ta lock lại. Đó, thì ngay tức là tự động cái dầm nó sẽ chuyển về chúng ta cho đúng vị trí. Ok mà. Rồi, ở đây chúng ta có cái chỉnh cao độ, ví dụ là âm 900 thì nó xuống cao độ âm 900, ví dụ lên cho 5 mét này, thì nó lên 5 mét. Đó, để giúp chúng ta sao? Xử lý nhanh gọn lẹ nhất có thể. Ok, rồi, anh em cố gắng ha. Rồi, chào anh em.